Welcome to my channel. Review Car Gion Car TV. Dạ vâng, xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Gia Car TV. Và trong video ngày hôm nay thì Giang sẽ gửi đến với anh chị một cái video về hướng dẫn sử dụng về cái bật cái tính năng là Traffic Sign. Nó hiển thị số km nè, quy định trên cái đoạn đường cho anh chị. Nó sẽ lấy thông tin từ cái màn hình ABS, nó sẽ đưa qua bên đây. Lý do mà Giang hướng dẫn anh chị sử dụng cái tính năng này á, vì khi mà anh chị sử dụng cái màn hình ABS và anh chị sẽ nhìn vào bên đây thì anh chị sẽ rất là mất tập trung ở phía trước ha. Thì tính năng này nó sẽ đưa thẳng qua cái, nó kết nối với cái màn hình ABS và nó đưa qua đây ha, giúp cho anh chị có thể thấy thứ nhất là cái quy định số km trên đoạn đường nó sẽ nằm bên màn hình thông tin để giúp cho anh chị dễ quan sát hơn. Cái thứ hai đó là khi mà anh chị sử dụng cái Android Auto thì cái bên cái màn hình ABS nó sẽ bật qua Google Maps và anh chị sẽ không biết được cái số km quy định trên cái đoạn đường đó, thì nó cũng sẽ hiển thị bên đây nha anh chị. Một tính năng rất là hay, và tính năng này sẽ có từ phiên bản là 1.6 đặc biệt anh chị, 1.6 AT đặc biệt, tại vì cái bên phiên bản tiêu chuẩn á, nó vẫn có màn hình ABS nhưng mà cái màn hình bên đây màn hình cơ nha anh chị, nó sẽ không có hiển thị được đó. Và cách để mà anh chị sử dụng rất là đơn giản ha, anh chị vào cái OK đặt giúp em ha, nhấp vào cái hình này nè đó, OK đặt, anh chị chọn tới cái mục là User Setting ha, anh chị chọn lấy xuống giúp em và lấy tới cái mục là Convenient nha, lấy tới mục Convenient nè, anh chị bấm OK giúp em. Thì anh chị khi mà anh chị lấy xuống á thì nó sẽ có phần Traffic Sign nè, đối với những xe không có thì ở đây cái ô nó đang trống nha anh chị ha, anh chị bật lên thì nhấp vào ha, thì nó sẽ hiển thị lên đó. Và vừa rồi thì Giang cũng đã hướng dẫn anh chị cách sử dụng cái tính năng Traffic Sign ha, và nó sẽ, tính năng này sẽ giúp anh chị khá là nhiều trong quá trình anh chị di chuyển và cũng như là anh chị sử dụng một số cái tính năng của cái màn hình ABS nhưng mà anh chị vẫn tập trung được để anh chị có thể lái xe ha. Và vừa rồi thì Giang cũng đã hướng dẫn xong và cũng như là chia sẻ xong về cái tính năng này. Nếu anh chị thấy video này hay, hãy cho Giang xin một like cũng như là một chia sẻ. Nếu mà anh chị muốn xem những thông tin hay về các dòng xe Intra cũng như các dòng xe Hyundai thì cứ bấm vào ô đăng ký kênh ha, và cũng như là nhấn vào nút chuông để khi mà Giang có những video mới thì sẽ chia sẻ cũng như là anh chị sẽ nhận được sớm nhất về các video về hướng dẫn sử dụng của Giang để anh chị có thể sử dụng xe một cách thuận tiện nhất và an toàn nhất ha. Cảm ơn quý anh chị đã xem video này. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.